quên của bạn mình cũng thấy không kịp rồi. Mà chúng tôi đã nói rằng anh xứng đáng có một bàn thắng sau rất nhiều những năm tốt. Và chiều cao 1m85 đã giúp cho đoàn bắt đầu mở cái số trận chung kết. Đoàn bắt đầu xứng đáng và chúng ta cũng hoàn toàn xứng đáng với bàn thắng vượt lên trong một trận đấu nghiệt thở như thế này.